chào các bạn. Mình là Bulala đây. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ Bulala nhé. Và hãy chia sẻ video đến cho bạn bè cùng xem nhé các bạn. Hôm nay sẽ là câu hỏi gì đây? Tại sao có loài động vật lại ngủ đông? Mấy ngày rồi, cậu đi đâu rồi? Này Bulala, cậu đang làm cái gì thế? Ngày nào tớ và sóc con cũng gặp nhau ở đây nè. Nhưng dạo này chẳng thấy nó đâu á. Chắc là nó chuyển nhà đi mất tiêu rồi. À, chắc là sóc con đi ngủ đông rồi. Bây giờ đang là mùa đông, có một số loài vật phải ngủ đông đó. Ngủ đông hả? Tại sao phải ngủ đông vậy? Một số loài động vật không chịu được lạnh, cứ đến mùa đông là phải ngủ đông để giảm năng lượng tiêu hao xuống mức thấp nhất. Đây chính là phương pháp chống chọi lại mùa đông của chúng. Một nhân tố quan trọng của việc ngủ đông ở động vật là ở những vùng có tuyết rơi, thức ăn trở nên khan hiếm. Rất nhiều loài động vật khó mà kiếm được thức ăn, nên chúng phải ngủ để giải quyết vấn đề khó khăn này. Hơn nữa trong môi trường khắc nghiệt này á, để đảm bảo năng lượng cung cấp sinh hoạt thường ngày là điều vô cùng khó khăn. Do vậy á, ngủ đông là cách để giảm thiểu tối đa năng lượng cơ thể tiêu hao. Vào mùa đông, quá trình trao đổi chất của động vật hạ xuống mức thấp nhất, tốc độ tim đập và hô hấp cũng chậm đi. Toàn bộ hoạt động sinh lý của chúng đều giảm, chỉ duy trì ở mức độ cơ bản nhằm duy trì sự sống. Phản ứng với kích thích từ bên ngoài vào cũng bị trì trệ đấy. Cậu thử nhìn vào đó xem, có thấy sóc con ở chỗ không? À, thì ra là nó đang ngủ. Nhìn kìa, nó ngủ ngon lành kìa đó, thấy không? Ừ, tớ còn tưởng là nó không muốn chơi với tớ nữa chứ. Thôi, mình đừng đánh thức nó, để cho nó ngủ đi nha Bulala. Đúng đó Thủy Tiên. Sóc con ơi, chúc mày có một giấc mơ đẹp nha. Khi nào hết mùa đông á, chúng ta lại gặp nhau nhé. Tớ gửi cờ cậu rồi nha sóc con. Để lại comment phía bên dưới nha. Và đừng quên like, share video giúp Bulala nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh á thì nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ Bulala nhé. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.